Các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn chuỗi bài học lập trình về synchronous và asynchronous, tức là đồng bộ không đồng bộ trong JavaScript thì khác nhau như nào. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Như trước đây mình dạy các bạn về cái hàm read file sync đúng không? Vì sao nó có chữ sync ở đằng sau như thế? Thì nhiều bạn đặt ra câu hỏi, hoặc là nếu các bạn chưa học bao giờ thì cũng chắc chả có câu hỏi đặt. Để mình giải thích này. Mình khai báo lại này. Thì trong cái thư mục của bài hôm nay mình có 3 file, file index.js, song1.txt là nội dung của nó chỉ thế này thôi. Song1 được chưa? Song2. Đấy, mình có 2 file. Bây giờ mình require cái thằng module này vào đây nhá. Sau đấy thì mình làm 3 động tác, 3 cái việc khác nhau. Nhất là mình log ra start nhá. Sau đó mình log ra là end. Đấy, rồi cái việc mình làm đây chỉ là mình đọc ra hai cái file này thôi. Yeah, thì có phải là song on nội dung của file thứ nhất thì bằng ls.read file sync song on.txt đúng không? Đây, tương tự này. Sư được chưa? Thì có phải là nó sẽ chạy theo thứ tự là dòng 4, dòng 5, dòng 6, dòng 7. Khi dòng 5 kết thúc thì mình chạy dòng 6, dòng này chạy dòng 7 đúng không? Hãy log thử ra xem nào. Bây giờ mình log cái thằng này ra đã. Log song 1, song on này, song 2 này. Hãy xem kết quả là như nào. Đây mình chuyển đổi thằng encoding mà mình toàn quên đúng không? Chạy lại. Start song on, song 2, end. Kìa chưa? Thì bây giờ mình giới thiệu với các bạn một cách làm không đồng bộ. Thì trước tiên khi đi vào mình muốn giải thích đồng bộ không đồng bộ nhìn khác nhau thế nào. Bây giờ các bạn tưởng tượng như các bạn pha cà phê đúng không? Pha cà phê. Mình viết ở đây. Make coffee, thấy chưa? Thì cái thời gian làm một cái cốc cà phê này nó tốn rất là nhiều thời gian, ví dụ như là 5 phút chẳng hạn. Yeah, mình cho 5 phút. Giả sử các bạn phải làm một số việc trong buổi sáng, ví dụ làm cà phê này, xong rồi ví dụ gì, mặc quần áo đúng không, wear clothes, làm gì nữa, đánh răng rửa mặt đúng không, đấy, xong rồi làm gì nữa nhỉ, ví dụ như là making bed, tức là gì, dọn giường đấy, kiểu thế. Thì rõ ràng là nếu các bạn nếu các bạn pha cà phê, chờ pha cà phê xong, xong rồi mới bắt đầu đi gì, mặc quần áo, xong rồi mới đi dọn giường, hoặc là theo bất kỳ thứ tự nào khác. Nhưng nếu các bạn chờ pha cà phê xong, các bạn mới làm hai cái này thì nó rất là phí thời gian đúng không? Cái thời gian chờ để làm gì? Thì giả sử như các bạn pha cà phê xong rồi các bạn cứ để nó đấy, rồi đi mặc quần áo, đi dọn dẹp chân giường, quay lại thì cà phê nó xong rồi, kìa chưa? Thì có phải là tiết kiệm rất nhiều thời gian đúng không? Đấy. Thì cái cách thứ nhất là các bạn, ví dụ mình lấy cái trục thời gian như này. Đấy. Đây trục thời gian, từ cái gạch ngang này là dễ nhìn. Đây trục thời gian, được chưa? Ví dụ đây là lúc các bạn make coffee đúng không? Xong các bạn chờ một lúc, đến đây nó xong rồi là gì? Coffee done. Xong rồi các bạn mới bắt đầu làm tiếp cái việc tiếp theo, được chưa? Việc tiếp theo đây, ví dụ như các bạn bắt đầu là gì, wear clothes, xong rồi đến đây các bạn mặc quần áo xong nhá. Trong lúc mặc quần áo thì chắc chả làm được cái gì khác rồi, thì các bạn ở đây là gì, clothes wear done, được chưa? Biết thế nhanh. Sau đây các bạn là gì, make bed, và đến đây là xong, tất cả done, được chưa? Start end này, từ start đến end. Thì đó, ví dụ ở trong này cũng thế thôi. Ở đây chúng ta start này, chúng ta đọc cái file thứ nhất, chúng ta đợi cho nó xong, rồi đọc file thứ hai. Tại vì cái hàm sync này là nó đợi cho cái này xong rồi nó thực hiện cái tiếp theo. Đấy. Thì trong lập trình nói chung là như thế thì mình phí thời gian không hiệu quả, thấy chưa? Thì thay vào đây chúng ta dùng là synchronous nhé.
này. Rồi async là sẽ là gì? Nếu trong trường hợp async tức là không đồng bộ đấy, tức là chúng ta làm chưa xong cái này đã làm cái khác rồi. Thì đây mình vẽ lại chút thời gian này ra nhá. Thì chúng ta bắt đầu gì? Make coffee đây. Sau đó là gì? Chúng ta tiếp theo đây chúng ta làm luôn việc khác trong khi cà phê nó vẫn chưa xong. Thì chúng ta wait close. Đáng lẽ mình phải viết nó ngay cạnh đây, sát đây, nhưng mà mình không có chỗ nhá. Thì cứ cho như là chúng ta đi pha cà phê rồi để đấy, rồi chúng ta đi bằng nó luôn. Và sau đấy là gì? Cái này xong thì bắt đầu wait bed, make bed lộ mặc xào giường. Đến đây là đăng đúng không? Make coffee đăng bằng cái chữ kia nó cũng đăng. Yeah. Đấy. Thì như thế chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiết kiệm được cái trong lập trình thì chúng ta tiết kiệm được cái thời gian chờ nhá. Không phải chờ cái thằng kia làm xong rồi mới làm tiếp thằng tiếp theo. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái hàm, vì sao mình không dạy cái hàm read file trước mà mình read file xanh, tại vì read file nó không đồng bộ nên mới vào học khó hiểu đi nhá. Hôm nay mình dạy các bạn cái hàm read file như nào. Thì bây giờ mình Google ở đây ra cái node fs thì nhá, thì link đầu tiên đây là cái module fs của node.js. trước mình vẫn dạy các bạn là read file sync đúng không? Thì chúng ta có một hàm là hàm read file đâu nhá, đây ngay trên này. Đó. Thì về cái cách dùng thì nó không khác gì nhau, các bạn truyền vào cái đường dẫn và một số option có không được, có cũng được không có cũng được. Sau đấy là callback, thấy chưa? Callback là hàm cuối cùng. Thì callback mình đã dạy ở những cái bài đầu rồi, bạn không nhớ thì giờ lại các bài đầu kia nhá. Thì callback nó là một cái hàm được gọi khi mà cái hàm này thực hiện xong cái gì đấy. Đó. Thì bây giờ mình áp dụng cái hàm read file sync cái hàm read file vào trong này thì thành như nào. Chưa? Thì mình vẫn cứ để thằng này đây đã. Rồi mình viết lại này. Console log start console log end. Xong mình viết ở giữa mình đọc một file đấy nhá. Trong trường này bây giờ mình đọc một file đây. Read file gì? Xong một .txt. Nó truyền vào đây là encoding là gì? Bit 8 này. Xong rồi truyền vào một cái function. Đây cái callback function của mình đây. Và thằng này nó nhận vào 2 tham số. Tại vì là do hàm này quy định nó sẽ nhận vào 2 tham số lại lỗi error với cả data. Error là gì, vì sao lại error? Cái biến này các bạn có để tuổi tên này cũng được nhá, không quan trọng nhá. Thì nhá, đây cách đặt tên của cái thằng này thôi. Các bạn đây thích đặt là gì được, miễn là nằm ở vị trí thứ nhất. Thì nhá. Nhiều bạn lại cứ hỏi là vì sao error móc đâu ra? Không được định nghĩa mà thằng kia lại có ở đây, được chưa? Thì xem lại cái bài callback này như nào. Đấy. Thì ở đây mình log thằng data ra nhá. Thằng data này chính là thằng nội dung của thằng sau một này thôi. Thì các bạn có thể để đây sau một cũng được, chả sao, chả ai nói gì. Yeah. Đó. Thì bây giờ mình comment đoạn trên này lại để xem nó chạy như nào. Các bạn đoán xem nó chạy theo thứ tự là start xong rồi nội dung xong rồi đến end không? Chạy thử này. Start end rồi mình đến sau một, vì sao lại như thế? Thì như mình nói ở trên này đúng không? Ở đây là chúng ta bắt đầu đọc file, còn chúng ta không chờ cho nó đọc xong rồi chúng ta mới hiển thị ra dòng end này. Tức là start xong rồi đọc file end, rồi đến lúc nào nó kết thúc mình không biết được, là cái lúc nào trong tương lai nó sẽ kết thúc, hiểu chưa? Thì lúc đấy mình sẽ log ra thằng này, hay chưa? Thì đấy là cái điểm khác biệt giữa cái synchronous và asynchronous. Thì cái method này nó là asynchronous. Thì tất cả trong lập trình trong Node.js, trong JavaScript nói chung, thì khi các bạn làm những cái thao tác như là đọc viết file, yeah, read write files, yeah, to file system, yeah, sau đấy là gì, network, yeah, tức là gì, khi các bạn tải một trang web về, tức là các bạn tải ở một cái server khác về, nó tốn thời gian là gì, nó tốn thời gian trao đổi dữ liệu giữa máy của bạn và cái server đấy để mà lấy được nội dung từ trang web về. Thì hai cái này các bạn sẽ thấy hàng ngày là nó rất là tốn thời gian, nó sẽ là gì, nó sẽ dùng cái thằng asynchronous rất là nhiều đó. Tại sao là đọc ghi file trong máy mà lại tốn thời gian như thế thì rất là dễ hiểu.
Các bạn lập trình thì trong máy tính các bạn giở lại bắt đầu thì nó có gì? Bộ nhớ này, memory đúng không? Tiếp theo là cái CPU rồi đến cái ổ đĩa này nọ, đĩa cứng này đọc ghi dữ liệu. Thì khi các bạn muốn đọc một file ấy thì thực chất là cái thằng Node.js này nó gửi một lệnh đến hệ điều hành là bảo đọc cái file này. Rồi hệ điều hành nó làm cái gì mình không quan tâm. Và sau đấy thì nó trả về sau. Thấy nhá. Nó trả về cho Node.js sau để hiển thị ở đây. Đấy, thì đấy là điểm khác nhau giữa synchronous và asynchronous. Thì hy vọng mọi người là dựa vào cái bài này cũng có thể hiểu ra thêm được một phần nào, ok chưa? Chào các bạn.